Thưa quý vị, mới đây khi đang khò bình lấy phế liệu, nhóm lao động gồm 9 người ở xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã bất ngờ bị ngộ độc khí lạ, sau đó được xác định là khí clo. Vụ việc là lời cảnh báo về vấn đề an toàn lao động trong quá trình lấy phế liệu. Nam bệnh nhân 63 tuổi này là một trong những người bị nặng nhất trong vụ ngộ độc khí clo. Ngay sau khi thấy khí lạ thoát ra, ông đã tìm hướng chạy nhưng không thoát. Ông nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, phải hô hấp nhân tạo, đường thở chít hẹp, phù nề, co thắt. Tôi làm ở chỗ xa chứ không gần, đấy, cho nên mình cũng không nắm được. Nó đốt hết không khí coi như là vào người coi như không thở được, tức hết ngực, coi như cứ nào đầu đi tê còn vỡ cả đầu. Còn bệnh nhân 34 tuổi này mới vào làm phân loại phế liệu được 2 tuần thì xảy ra tai nạn. Anh cũng là người trực tiếp cắt bình phế liệu, sau đó khí độc hại đã thoát ra. Bên khi cù rồi, mình làm phế liệu mà người ta mục nhất mình là nhặt mình phân loại sắt, mình phải cắt xem trong nó có cái nó cái kia, nhưng mà cũng biết cái bình đây nó của bên kỳ nó độc hại. Các bác sĩ cho biết những bệnh nhân này bị ngộ độc hợp chất có chứa khí clo. Trong quá trình kho bình để lấy phế liệu, hơi độc đã phun ra khiến họ hít phải. Theo chuyên gia, ngộ độc khí clo rất nguy hiểm, gây kích ứng niêm mạc đường hô hấp, mũi họng, phổi, mắt, gây bỏng và tổn thương sâu. Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị ngộ độc khí clo, có bệnh nhân bị bỏng đường hô hấp, tổn thương phổi nặng và thậm chí bị sẹo xơ phổi. Có những bệnh nhân thì bệnh nền ít hoặc là các cái tiền sử bệnh nhân về mặt dị ứng nó ít thì cái nguy cơ mà nó nặng thì không có, nhưng khi mà bệnh nhân có các bệnh nền hoặc là thậm chí có sốc phản vệ hoặc là một số cái bệnh khác nữa kèm theo như suy tim rồi thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì khi mà gặp phải cái trường hợp mà có khí như thế thì có thể nó sẽ dẫn đến tình trạng bệnh nhân rất nặng. Đã từng có những vụ cưa ép bình khí, bình ga lấy phế liệu gây ra những hậu quả đau lòng. Chuyên gia khuyến cáo khi có các bình khí không rõ nguồn gốc, người dân không tự ý khò bình hay ép lấy phế liệu, bởi trong các bình kính này có thể chứa hóa chất nguy hiểm, thậm chí phóng xạ, bơm mình. Các bình này cần giao cho cơ quan chuyên trách có biện pháp xử lý.